Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã có ra biển và tìm được thêm một trái quỷ mới các bạn ơi. Và đó chính là trái Tsukenomi nè. Nhưng mà hiện tại thì mình đang sở hữu năng lực trái Ruranomi cực kỳ mạnh á. Nên mình sẽ tiếp tục sử dụng nha. Khi nào mà mình đã tìm được một vài món đồ cần thiết thì mình sẽ bắt đầu thay đổi trái quỷ tiếp. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình á là nâng cấp những cái món đồ hiện tại ở nhà mình một xíu. Chẳng hạn như là cái bàn phù phép á. Hiện tại thì cái bàn phù phép của mình nó kiểu như là enchant chưa được tốt cho lắm, phải ra random thôi, mình chưa có chọn được dòng mình thích, thế nên mình sẽ quyết định nâng cấp nó lên một cái nhá. Và để nâng cấp được thì mình cần phải có hắc diệm thạch này, rồi quyển sách bút lông, rồi vàng cũng như là mắt của Ender thôi. Giờ thì mình sẽ vô trong nhà để chuẩn bị trước vàng nè, cần hình như là cần 4 vàng thì phải, rồi một ít hắc diệm thạch, không biết trong này mình còn không ta. Ôi mình hết hắc diệm thạch rồi. Còn mắt của Ender thì mình có thể chế tạo nhá, từ ngọc Ender nè, cũng như là bột quy lửa thôi, rất là đơn giản luôn. Đây, mắt của Ender. Và bây giờ thì mình sẽ đi săn mực trước khi là đi đặt hắc diêm thạch nhá. Và mực thì gạnh nhà mình có quá trời nè. Đây, mình sẽ lấy thịt bé mực này. Ui, nhưng mà mình không được. À, mình có cách rồi. Mình giết xong cái mình dịch chuyển vô trong nhà liền nhá. Để không thôi là mình không có lấy được cái túi mực á, vì sẽ chết ngạt. Đây nè, lấy túi mực một cái. Rồi sau đó dịch chuyển vô nhà bằng bé bét nhà. Đó, vậy là được rồi. Và mình cần thêm những cọng lông gà á. Ui, hình như mình cũng hết lông gà rồi. Giờ thiếu tùm lum hết. Và mình nghĩ, ý, ui, dám quýnh mình nè, dùng trái Gura phản đam liền. Dám chống hả? Và mấy cái con đó thì nó sẽ rơi ra những cái Thuran sát á, làm vũ khí cũng rất là tốt luôn. Để bây giờ mình sẽ đi lông nhông coi có gặp bé gà nào không nhá. Ủa, không gặp thì hả? Ôi, giờ mình mới để ý nhá, cái khu mình chỉ có cừu bò lợn thôi chứ không có gà. Ôi, giờ mình mới để ý luôn á. Và đây là cái gì đây? Đai hồ. Ui, mấy cái đai hồ này các bạn ơi. Để mình coi có thể đào được bằng cúp không. Được một cái break đai hồ. Và có thể dùng để chế tạo cây gậy của cây gậy thời tiết của Nami á. Xịn vậy. Ui, vậy là sắp tới nếu mà mình thu thập đủ những cái đai ồ thì mình có thể làm được cây gậy thời tiết của Nami luôn. Được 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 nha. Nhưng mà để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn coi có gặp được cái bé gà không ấy đã. Giờ nếu mình giết Chocobo ấy thì vẫn có thể lấy được lông gà. Nhưng mà vậy thì tội nghiệp lắm. Ui, để mình đi thêm một đoạn nữa coi có gặp được gà không nha. Nếu không gặp được gà thì mình bắt buộc phải giết một em Chocobo để lấy lông rồi. Ui, hiện tại mình đói quá mà đi ngang nhà của bà phù thủy á. Nên mình xin một ít cái trụ này nè để lấy sô-cô-la ăn nhá. Chứ giờ đói lắm rồi. Rồi giờ thì được 6 miếng sô-cô-la nè. Ăn giờ một cái cho đỡ đói. Rồi đi tiếp thôi. Thỉnh thoảng gặp mấy nhà của bà phù thủy á cũng khá là thích vì mình sẽ có thêm thức ăn. Và ở đây có cái gì mà đen thui vậy? Ủa, cái này cái gì ta? Chưa để mình coi thử cái này là cái gì nhá. Đập ra trước đi, để có đường một hồi có gì chạy được. Rồi nè, té thử. Ui. Món đồ rớt xuống dưới là mất tiêu luôn. Nguy hiểm vậy. Chẳng hạn như là cái miếng thịt mực coi. Nó bốc cháy luôn kìa. Ui, ghê vậy. Hên mà mình nhảy lên kịp không thôi, chắc qua nãy chắc mình cũng đi luôn quá. Và giờ mình sẽ nhảy qua bển nha. Chuẩn bị nè. Hy vọng là đừng có rớt xuống nước. Và nhảy qua một cái. Hên, nhảy qua được rồi. Và tiếp tục hành trình đi tìm gà thôi. Hình như trong thế giới One Speed này á, nó không có gà thì phải. Ui, đằng kia có con thuyền kìa. Thuyền hải tặc và hải quân. À, hải quân định chặn đường quýnh mình hả gì? Định bắt mình hả gì? Mình chi nã 2000 mấy belly đó, đừng đùa. Đừng có đùa với mình. Dùng tay không quýnh nó mấy đầu các bạn ơi. Này, cho các ngươi biết mặt. Ui, tắt Soru đi. Cho các ngươi biết cú đấm làm nước không khí nè. Dám chống với mình hả? Xong rồi. Và ở đây có Enderman á, nên mình sẽ tiêu diệt luôn để lấy thêm một ít cái ngọc Ender nhá. Đâu là Enderman rồi? Đây. Cú đấm làm nước không khí. Rầm, chết queo luôn.
Nhưng mà không rơi ra Ngọc Ender. Khá là xui á. Thôi kệ đi, giờ thì tiếp tục qua đây coi coi có bé gà nào không. Ui không có thiệt luôn hả ta. Kỳ vậy. Buồn ghê luôn á. Đi nãy giờ chả thấy bé gà nào luôn. Thôi lỡ không có gà thì thôi, nhào vô đây cướp tạo cái tặc luôn chứ sao giờ. Mình sẽ có dành một vài cái ô để mình sử dụng cái skill cú đấm làm nứt không khí nhá. Chuẩn bị nè, dám xuống đây kiếm chuyện với mình là người liều lắm đó. Rồi mình sẽ nhảy lên đây và đánh nhau với mấy tên này, chấp luôn, không không cần dùng sức mạnh trái quỷ luôn. Nó đập thiê. À, tên 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 thuyền trưởng ra rồi kìa. Để mình ăn miếng sô cô la lấy lại sức cái đã, giờ mình đang đói á. Ui hình như tên thuyền trưởng này có cái kỹ năng của một kiếm sĩ hay sao á, mới dùng sống kiếm quýnh mình kìa. À thích dùng kiếm chứ gì. Được, muốn đổ kiếm thì ra đổ kiếm với ta. Muốn đổ kiếm thì ra đổ kiếm với ta. Nổ nè. Chống. Dám chống với mình nè. Nổ cả đám luôn. Một chiêu mình nổ quá trời tên luôn á. Giờ thì ra đây. Rồi giờ thì tìm tên thuyền trưởng để đánh nhau thôi. Vô trong đây. Còn tên nào nữa. Ui nãy mới thấy tên thuyền trưởng nó mất tiêu rồi. Ui thuyền trưởng chạy mặt rồi. Ui tưởng thế nào. Thuyền trưởng cũng chạy mặt nữa. Ở dưới hình như có rương thì phải á. Đúng rồi đúng rồi. Dưới này có rương để mình giết con cua cái đã. Và trong rương sẽ có những túi ba ly nè, một khẩu súng. Nó giờ mới có súng để bắn nè. Ý chết 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 chết. Mình nhặt nhầm đá biển. Đá biển là không nên nhặt nha các bạn, vì nó sẽ làm mình bị mất năng lực trái ác quỷ á. Rồi lấy cái excavator ra để mình đập mấy cái đất cát này ra cho dễ. Ui cái rương, may mà cái rương nó vẫn còn á. Mình cứ tưởng là mất luôn cái rương rồi chứ. Và đây là rương đôi nè, hy vọng là sẽ có trái ác quỷ nha. Ui một cái rương bạc, lần đầu mình nhặt được rương bạc luôn. Tuyệt vời tuyệt vời. Cất bớt những thứ không cần thiết vào trong nè. Lấy chai Ultra Cola và một cái rương bạc, cất vào trong cái bé bét rương liền, để không thôi bị lạc mất thì ổn. Cất vô nè. Rồi cất súng nè. Ý test thử test thử. À mình test thử súng coi. Ý ủa sao mình bắn không được ta. Súng mình bị gì rồi. Súng mình bắn không được á. Có đạn đàng hoàng luôn mà không bắn được. Buồn ghê. Không sao, mình sẽ đánh hết cả đám này. Để chút giận. Để chút giận các ngươi nè. Cái tội quýnh mình. Dám phản đam. Đứng yên chịu trận nghe không. Không được phản kháng. Ui còn tên nào nữa. Còn hai tên này. Dám bắn mình. Nãy giờ bắn đủ chưa. xong rồi. Rút cuộc cũng xong cái đàn em của tên hải tặc rồi đó. Và giờ mình sẽ tìm những cái spawner để đập nhá, cho nó đừng có xuất hiện thêm, chứ không thôi nó sẽ làm phiền mình rất là nhiều. Rồi vậy là đánh xong cái tàu hải tặc này, mình có thể tiếp tục cái hành trình đi tìm thêm mấy cái bé gà để về nâng cấp đồ rồi đó. Nãy giờ chứ dưới con thuyền này hơi bị lâu rồi. Và giờ trời nó cũng tối rồi hả ta. Trên con tàu này thì nó không có kiểu như ui trong này còn đông vậy. Đông thì sao, đông thì sao, đông thì sao. Đục liên tục như vậy và cũng không xi nhan mấy đám này nữa. Để bây giờ mình sẽ dọn hết cái băng hải tặc này á. Rồi sau đó về nhà ngủ một giấc đi. Rồi tiếp tục hành trình đi tìm mấy bé gà thôi. Nhiệt tình nó muốn nâng cấp đồ thôi mà cũng khó khăn với mình nữa. Ui. Ui. Mình gặp con quái vật một mắt các bạn ơi. Xít nữa thì bị nó quýnh rồi. Để mình quýnh vài con Enderman kiếm thêm Ngọc Ender cái đã. Con này có rơi ra Ngọc Ender không? Để mình đấm con này cái đã. Đây có một Ngọc Ender nè. Rồi để coi coi con này 35 máu hả? Nhìn to mà yếu vậy. 35 máu thì một đấm là chết rồi. Và nó rơi ra một cái Cyclops A. Con mắt của Cyclops này thì mình có thể làm được những thanh kiếm nè. Một cái cây trượng. Và những cái mảnh vỡ của con mắt. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi, và đằng này vẫn còn một con Enderman. Ui mình bị gì á. Ui sao mình bị say sẩm chóng mặt rồi. Không biết nữa. Tự nhiên bị say sẩm chóng mặt à. Khó hiểu ghê á. Enderman ơi đừng 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 có quýnh ta nha. Đây đây đây. Quýnh lén mình nè, dám quýnh lén mình. Ui bị tiếp nè. Ủa ngộ ghê á. Không biết mình nhặt chúng cái gì nữa, hình như con mắt này hả. À hết rồi. Ui làm giật hết cả mình. Và đằng kia là con gì đây. Arid Warrior. Ui nó cầm cung luôn kìa. Để mày bắt chớm mà nhảy qua kia để đánh nó thử xem như thế nào. Rồi nhảy qua đây một cái. Và bật cú đấm mình lên. Ui nó bắn mình kìa.
dám bắn. Ây da, ây da, ây da. Ui, nó bắn đau quá. Nó bắn đau quá trời luôn á. Mình cũng hết thức ăn để hồi máu rồi. Uống thử cái chai cola nhỏ coi coi có hồi được thanh thức ăn không. Ui, chai cola này uống không được gì hết á. Hình như mình không chọn người máy á, nên nó không có kiểu như là sử dụng được cái chai cola này các bạn ơi. Và bên đây là nhà của ai đây? Ui, có người bên trong, có người bên trong. Ồ, có người. Sensei, Doju Sensei. Sensei này hình như là thầy giáo trong tiếng Nhật á các bạn ơi, thầy giáo, cô giáo á. Đúng rồi nè. Bạn có kiểu như là muốn nhận cái nhiệm vụ này không? Có chứ, nhiệm vụ ai mà chả muốn đúng không? Rồi, và giờ thì mình đã nhận nhiệm vụ coi coi phần West nè. Ui, vậy là bây giờ mình đã có thể làm được nhiệm vụ của một kiếm sĩ rồi. Ban đầu á, mình vừa chọn cướp biển và vừa bên kiếm sĩ á, nên có nhiệm vụ của kiếm sĩ luôn. Mà... Ui, nhìn này này, có cái kiếm xịn vậy. Ui, ước gì mình có thanh kiếm của ông thầy này ha. Nhưng mà giờ trời tối rồi nên mình... chắc cũng tìm con gà nhanh nhanh rồi trở về thôi. Còn nhiệm vụ thì mình sẽ tìm hiểu sau rồi làm để hoàn thành cho thầy giáo nhá. Ồ, trên đường đi thì mình lại gặp được một cái kim tự tháp này các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ vào bên trong kim tự tháp coi coi có nhặt được cái gì quý không. Với cả là mình đang cần thức ăn á. Biết đâu phía dưới có thức ăn cho mình thì sao. Giờ thì mình sẽ lấy cái cây cúp ở bên trong cái bé rương này. Rồi đào xuống phía dưới nhá. Cẩn thận ở dưới có tấm áp lực á. Mình mà bất cẩn là rơi xuống tấm áp lực coi như xong. Rồi và trong này sẽ có cho mình vàng. Nói chung á, trong One Speed thì vàng rất là hiếm. Rồi có 3 kim cương nè, một ít vàng nữa. Rồi kim cương cũng như là vàng. Và cuối cùng là một ít sắt bên đây hả. Sắt thì mình không lấy cũng được. Nhưng mà thôi có thì lấy đi, để không thôi nó lại phí. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trồng block để trèo lên trên nhá. Rồi giờ thì tiếp tục đi tìm mấy bé gà thôi. Mình để hình như cái vùng sa mạc này không có rồi, quên mất, phải đi ở mấy cái vùng mà có cỏ cơ. Chẳng hạn như bờ biển, chẳng hạn bờ biển chắc cũng nhiều khi có, nên mình sẽ lại đằng đó thử nhá. Ui, mấy con nhện bị gì vậy? Chắc là đi đụng mấy cái xương rồng chứ gì. Ui, cái này bờ biển này toàn cát không à, không có đất rồi sao mà gà sống nổi. Ok, mình giờ gần đối chết rồi, để đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp gà không nhá. Ui, lại thêm một con một mắt nè. Đục con cái, để lấy mắt anh. Lệ lấy mắt của Cyclops. Được thêm vàng luôn, quá dữ quá dữ. Giờ thì tiếp tục đi thôi. Nãy giờ đi gà kìa hơi bị nhiều con quái vật rồi đó. Nhưng mà gà thì vẫn chưa tìm được, buồn ghê luôn. Chủ yếu là tìm gà mà chả thấy gà đâu hết trơn á. Ui, bị gì á? Ui, giật hết cả mình. Tưởng đâu bị gì không chứ. Bữa này coi coi có không. Ủa bộ chỗ này không có nuôi gà. Đi mãi mà chả thấy con gà nữa hết luôn á. Ok, để mình đi thêm một đoạn nữa mà không gặp nữa là về luôn nha. Chứ đi tìm kêu về thì chết rồi, chả thấy đâu hết. Ui, tìm gà chưa thấy mà mình lại gặp thêm một cái danh trại sơn tặc rồi. Để mình lưu điểm ở đây nhá, là sơn tặc nè, lưu màu xanh. Rồi sau đó đi tìm gà tiếp nhá. Chứ bây giờ mình ít máu quá, vô đánh sơn tặc nhiều khi là bị nó đánh chết nữa thì nhục lắm. Rồi, nhảy qua đây một cái và né né đi. Đi tìm gà tiếp thôi các bạn ơi. Hôm nay có vẻ không được may mắn trong việc tìm gà cho lắm á. Mình chả thấy con gà nào trên đường đi hết trơn. Đằng kia thì không có gà luôn. Mà mấy con một mắt này có vẻ khá là thân thiện nè. Nó, mình đứng cái bên mà nó đâu làm gì mình đâu. Làm nãy giờ mình quýnh chết queo tay con rồi. Và nhà này nhà của ai đây? Thì kiểm tra thử. Vô trong. Ui, Goblin đánh mình chết queo rồi. Để mình lấy thức ăn cái đã. Thức ăn mình có để trong cái rương này nè. Đây có thịt heo mình ăn cho nó nhiều nha. Và sau đó di chuyển là chỗ nãy coi. Vẫn chưa tìm được lông gà để nâng cấp bằng enchant nữa. Buồn ghê luôn á. Lông gà hơi hiếm. Rồi di chuyển lại. Goblin đâu? Goblin nào đánh mình? Đâu rồi? Ui, đánh mình xong chạy à? Ui, buồn vậy? Chơi mà chơi chạy. Và cái rương này là cái rương trống thôi. Ủa gì? Ủa cái... Ủa tự nhiên đây có cái nhà vậy? Không hiểu luôn á. Tự nhiên đâu đây có cái nhà nữa. Ngủ đại luôn đây cho sáng rồi dễ đi tìm gà hơn. Rồi, giờ thì tiếp tục hành trình đi tìm gà thôi. Cái con Goblin nó chồn mất tiêu rồi. Nó sợ mình trả thù hay sao á. Ui, ban ngày mà Creeper vẫn chưa despawn nữa. Nguy hiểm vậy. Ui. Hello, Skeleton. Dám bắn mình.
bắn mình nè. Trời ơi, bắn mũi tên mà sượt đầu mình luôn á. Hên ghê, may mà nó bắn mũi đầu không trúng, mũi thứ hai mới trúng thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi thêm một đoạn nữa nhá. Thường thường á, gà sẽ ở vùng đồng bằng các bạn ơi, mà mình đi vùng đồng bằng chả thấy con gà đâu hết. Kỳ cục kẹo thiệt. Ở đây có bí ngô mà bí ngô thì mình không có cần. Chỉ cần gà thôi. Đơn giản là cần mấy bé gà để lấy một cọng lông thôi cũng được nữa, để làm cái quyển sách và bút lông thôi. Mà cũng không cho nữa. Đằng kia có Chocobo kìa, chẳng lẽ giờ mình phải sát hại em Chocobo ta? Chắc phải làm vậy rồi, tìm gà mãi mà chả thấy á. Nên thôi xin một em Chocobo để lấy một ít cái lông nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ trở về và enchant. Sau này thì sẽ không giết thêm Chocobo nữa. Rồi, là đây lấy thịt thôi. Đây nè, bắt chớn nhảy qua kìa nhá. Nhảy hụt một cái gớt xuống nước thì lại mệt nữa. Rồi, và sử dụng một skill. Mình sẽ đánh giết một em thôi nên không em này sẽ được sống nhá. Đây, hy sinh em này đi. Rầm. Rồi, và được. Ui chết rồi, lông này có làm được sách bút lông không vậy? Công thức quyển sách và bút lông. À, được, có nè. vậy là ok. Rồi, giờ thì mình sẽ dịch chuyển về nhà nhá. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Dịch chuyển về ngôi làng nè. Chạy nhanh vào trong nhà. Và làm cho mình một cái quyển sách và bút lông. Thì công thức là sách nè, rồi túi mật và lông Chocobo. Đó, có sách và bút lông rồi. Vậy là bây giờ thì mình đã có thể nâng cấp được chưa? Úi, còn thiếu cái gì vậy? À, còn thiếu hắc diêm thạch. Để bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái khu mỏ, mình đào ít hắc diêm thạch rồi mang lên để chế tạo nhá. Ui, chết rồi. Ui, mày gặp con quái vật thứ dữ. Mình phải kết liễu nó. Ui, nó vừa ra một cây cúp gì nè. Cúp vàng. Giờ kết ra mình tự nhiên gặp một con một mắt nữa, nhưng mà nó lại đánh mình chứ nó không giống như con một mắt lúc trước. Và giờ mình sẽ lấy cúp kim cương và khai thác một ít cái hắc diêm thạch mang về nhá. Rồi, mình đã có được hắc diêm thạch rồi, bây giờ thì vô trong nhà cho hết mấy thứ này vào trong bàn chế tạo và ấn công thức nhanh một cái. Úi, vẫn chưa được à? Ủa, mình thấy đủ rồi mà ta. Để bây giờ mình sẽ sắp xếp coi. Bàn enchant ở giữa nè, hắc diêm thạch hai bên, mắt ender ở dưới, sách phía trên và vàng ở bốn góc. Ui, phải gấp tay nó mới chịu chứ, khó khăn vậy. Và như vậy á, thì mình đã có được một cái bàn advanced enchantment. Với cái này thì mình có thể enchant dễ dàng hơn. Nó mình còn có thể sửa lại đồ nữa cơ, nhưng mà giờ thì kinh nghiệm dùng để enchant là chính thôi. Mình sẽ ưu tiên enchant cho mình một cái cây hammer nhá, vì sắp tới công việc của mình nó cần rất là nhiều kim cương luôn, nên mình cần phải đào nhanh hơn bằng cây hammer này thì mới được. Efficiency mình sẽ nâng lên cấp độ cao nhất nhá. Enchant một cái nè. Efficiency 5 luôn. Sửa nó một xíu coi. Nó có thể sửa lại đồ được nhá. Như vậy thì mấy món đồ của mình xài tỏi con gà mái mà không sợ bị hư nữa. Như cái ổn này mình sẽ sửa lại tí đi. Hả? Không cho sửa hả? Hay là phải enchant xong ấy? À đúng rồi, mình phải enchant kiểu như là sơ sơ cho nó một vòng gì đó thì mình mới có thể sửa lại được. Thôi kệ, enchant cho nó bảo vệ một và sửa lại full bền là ổn rồi. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ trước khi làm công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nhá. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và trong thời gian với 2 tập thì mình có câu được một vài con cá, cũng như là đây, con cá cá tuyết nè, mình vừa nung nó xong á. Để bây giờ thì mình sẽ sử dụng nó trong việc chế tạo một bé bét mèo nhá. Và công thức bé bét mèo, để coi nào, bét mèo đây. Cần phải có cá, kim cương cũng như là vàng và hạt vàng thôi, rất là rẻ luôn á. Mình sẽ cho ra đây để có được những cái hạt vàng. Đặt kim cương nữa hả ta? Để lấy một viên kim cương cái đã. Rồi, và đặt theo công thức, hình như là hạt vàng ở xung quanh nè. Rồi vàng, rồi tới kim cương và cá. Ui, đúng luôn. Và em này á, thì cần phải cho ăn cá chín để có thể duy trì được cái khả năng nhìn trong bóng tối nè. Rất là tiện lợi luôn á. Nhưng mà phải bắt buộc để phía dưới thì mới được. Ok, mình sẽ cho em này một slot ở phía dưới nè. Bé bét nhà thì để lên trên nhá. Và bây giờ mình trong người mình có tới 3 bé bét mèo, bé rương cũng như là bé nhà á. Nên chắc mình sẽ làm cái túi đựng thức ăn đi để đỡ tốn diện tích hơn. Và cái túi đó có công thức là như thế nào đây? Da nè, kim cương, chỉ và rương thôi. Úi, cũng rẻ quá chứ. Để mình sẽ lấy gỗ ra trong cái rương. Ủa, rương nào chứ gỗ ta?
tôi chết rồi, hình như gỗ mình để ở đây nè. Gỗ trong rương này, mình sẽ làm mình một cái rương nhỏ nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy một ít cái da bò. Không biết có không nữa. Có luôn, da bò có ở đây. Và chỉ đúng không? Chỉ thì cũng có một. Và kim cương là ok rồi. Kim cương chỗ này. Giờ thì ấn nhanh thì công thức coi có được không nè. Nữa lần này thì ấn nhanh được nhá. Cái túi này thì mình có thể đựng được hình như là tới 9 món ăn cho 9 bé bé khác nhau luôn. Mình sẽ cho hạt vàng ở hạt Ender nè. Rồi gỗ cho bé bé rương cũng như là cá. Cá chín đây cho bé mèo. Nó vậy là xong rồi, tốn một ô thôi mà chứa được tới 3 món thức ăn cho mấy bé bé luôn á. Cực kỳ tiện lợi, cất vàng và hạt vàng vô đây. Kế tiếp đó thì mình sẽ bắt đầu công việc chính, đó chính là đi đào kim cương nhá. Vì mình gặp được rất là nhiều kim cương mà công việc sắp tới của mình á còn kim cương khá khá, nên mình sẽ bắt đầu đào từ trong ngày hôm nay nhá. Và trước khi đi đào thì mình sẽ test thử cái cây gậy lửa này coi. Mình có nhặt được ở tập trước á nhưng mà chưa có test. Nên giờ mình sẽ test. Ủa chứ cây này test sao? Ủa cái gậy lửa này không có chưởng được hả? Hay là phải có cục lửa ta? Để mình xem coi file. Hình như mình có cái cọng dây chuyền luôn mà. Nè mình có cọng dây chuyền luôn nè. Nhưng mà sao không có dùng được? Ui ý, phải trang bị vô đây hả? Hình như phải trang bị những cái gì lửa vô đây nè mới dùng được hay sao á. Chắc vậy rồi. Vậy là mình mừng ngộp mà cứ để trong ô hoài à, thành ra nó không có dùng được á. Vậy thôi mình sẽ để nhà cho đỡ chón chỗ nhá. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái chỗ đào mai của mình ở đây và bắt đầu cải tác kim cương thôi. Hôm trước mình gặp khá là nhiều kim cương ở bên đây nè, để mình qua đây mình đào trước nhá. Rồi khi nào về nhà thì mình mới bắt đầu nung ra để có được những viên kim cương sau. Chết rồi. Quên mất là mình có trái ác quỷ không xuống sâu được. Phải cẩn thận. Đó, giờ mình có khả năng nhìn trong bóng tối thổi con gà mái luôn nè. Đó, nên đi khám phá khỏi cần cắm đuốc cũng dễ hơn nữa. Đào này ra luôn. Nói chung là đào hết đó. Có nhiều mình đào bấy nhiêu nha. Không có ngại đào giống như lúc trước. Đào đây. Đó các bạn thấy kêu cương nhiều chưa nè. Đào đã tay thì thôi luôn. Rồi giờ thì mình sẽ làm liều qua đây lượm một ít viên kim cương nhá. Tại vì đằng kia có nước cạn nên mình không sợ bị chết đuối đâu. Rồi qua đây và trở lại đây là nó sẽ không có bị nữa. Và để đảm bảo an toàn hơn thì mình sẽ đào vô trong kiểu như vậy. Nó thì nước nó sẽ ít hơn á. Nè có kim cương nữa nè. Thế giới hoành bì chỉ có thiếu vàng thôi chứ không bao giờ thiếu kim cương đâu các bạn ơi. Úi, vừa nói thiếu vàng nó lại ra vàng luôn nè. đã nha, có vàng thì mình có thể làm được những cái chìa khóa và mở tiếp những cái rương kho báu á, nên rất là tốt luôn. Rồi đào ra. Ui nhưng mà có trái quỷ nó hơi bất tiện á. Đi đào mỗi lần xuống nước là nó bị mất năng lực à, khổ ghê á. Để mình tìm cách mình chặn nước lại coi. Coi có cách nào chặn nước lại không. Đó, chặn được nước rồi. Giờ thì có thể đào thoải mái rồi nè, hết bị gò bó rồi. Ở dưới này còn vàng nên mình sẽ đào nhá. Mình sẽ ưu tiên đào ở tầng 11 đi, chứ đào mấy tầng thấp quá thì nó sẽ không có nhiều khoáng sản tốt á. Rồi giờ thì đào tàn tàn lên tầng 11 nhá. Lên một tầng nữa. Rồi giờ đã tầng 11 rồi, nên mình sẽ đào thẳng thì thôi. Và khi nào gặp kim cương á thì mình sẽ bắt đầu khai thác kiểu như vậy nè. Đó, đào ra thoải mái luôn. Và để mình sẽ thử thách đi mai một lúc coi được bao nhiêu quặng super kim cương nhá. Cái này thì thoải mái sử dụng trong thời gian sắp tới. Và vàng thì cũng vậy, nếu mà gặp vàng thì mình sẽ ưu tiên lấy trước để có thể sử dụng trong việc chế tạo chìa khóa vàng á. Đào một lúc thì mình được 1, 2, 3, 4 gần 5 stack kim cương rồi các bạn ơi. Super kim cương luôn á, rất là nhiều luôn này. Chắc mình đào hết chỗ này rồi mang về đun một lượt thôi cho nó có theo không gian, chứ bây giờ mình đào ngoài một hồi sợ hết chỗ chứa. Ui phía trên chẳng còn nữa nè. Nhiều thiệt sự luôn á. Để bây giờ mình sẽ nhặt hết mấy cái quặng kim cương này đi, còn ở dưới đất nữa nè. Rồi sau đó trở về nhà thôi, chứ giờ là ha, mình nhặt cũng không nổi nữa đâu. Rồi dịch chuyển về nhà một cái, về ngôi làng. Sau đó cho vào cái lò nung kim cương nhá. Hiện tại mình vẫn còn một cái lò nung nó chưa được nâng cấp nè. Để mình đào nốt luôn. Đào ra. Ý. Ui chết rồi. Mình đào trúng cái nhà rồi. Để mình vá lại cái đã. Đây vá lại như vậy. Rồi sau đó lấy lại cái lò nung kim cương nhá. Để đặt xuống thôi. Và
và nâng cấp cái lò nung nung này lên luôn. Như để nâng cấp lò nung thì mình cần phải nâng cấp từ từ á, để xíu mình nâng cấp sau. Còn giờ thì cho than vô trong nè, nó chia làm hai để mình có thể nung kim cương ra. Tốc độ nung của lò nung kim cương thì khỏi phải nói rồi, cực kỳ nhanh luôn á. Ở bên này thì mình cần phải lấy kim cương ra, nếu không thôi nó không có chứa nổi. Và giờ mình sẽ ngủ thêm một giấc, rồi sáng thức dậy mình sẽ chờ đợi và lấy nốt số kim cương vừa nung nhá. Trong lúc chờ đợi mấy cái kim cương này nó nung ra thì mình sẽ chế tạo một vài thứ nhá. Mình có nhặt được những cái blood gem ở dưới địa ngục nè, và cái này mình có thể làm được một thanh kiếm với 9 sức tấn công lận và số lần sử dụng là vô hạn. Ui nghe có vẻ hấp dẫn đấy, để làm thử coi. Mình cần đầu tiên là có những cái que á. Gỗ đây. Cần hai que thôi. Đặt theo công thức giống như vậy, nó được một thanh kiếm 9 đam, mạnh hơn rất là nhiều so với cây chùy của mình á. Để bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái cây kiếm này trong chuyến khám phá biển ngày hôm nay nhé. Và ngoài ra thì mình còn một cái lò nung chưa được nâng cấp nữa, để bây giờ mình sẽ nâng cấp nốt nó luôn. Cần có khoảng 8 sắt nè. Rồi tới là 8 vàng. 6, 7, 8 và cuối cùng là 8 viên kim cương để nâng cấp lên cấp độ kim cương á. Rồi lần lượt là sắt, rồi đến vàng, kế tiếp là kim cương. Vậy là mình đã sở hữu được 4 cái lò nung kim cương phục vụ cho công việc nấu nướng trong thời gian sắp tới rồi. Sử dụng thoải mái luôn. Đây bên đây đã nấu xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thu hoạch mớ đầu tiên nhá. Ui. Wow, nhiều thiệt sự luôn á. Nữa nè. Ui. Được quá trời stack kim cương luôn, nhưng mà hầu hết thì mình sẽ sử dụng nó vào việc chế tạo những cái khói á nha. Đâu rồi, cái công thức khói không có hả? Để mình tự tạo tay luôn đi. À, ấn nhanh được không? Nó có cho ấn nhanh không? Đây, một stack nhá. Được mấy stack tiếp đây? Hai stack rồi. Và thêm một lần nữa. Được hai stack và 7 khối kim cương. Nhiều vô số luôn á. Bên này vẫn còn nung nữa nè. Để cho nó nung hết đi rồi mình coi coi được bao nhiêu tổng cộng nhá. Và ngoài ra thì mình dự định là sẽ đổi thuyền các bạn ơi, vì con thuyền của mình nó cứ sao sao ấy đi, nó cứ bị vướng vướng ngoài à, mà chưa biết tìm con thuyền nào cho thích hợp nữa. Để trong ngày hôm nay thì mình sẽ tìm nốt luôn. Và bé cá thì nung xong rồi nè, để mình cho vào cái túi thức ăn luôn đi, để cho bé mèo mình ăn. Rồi giờ thì trong lúc chờ đợi thì mình sẽ ra khơi tiếp nhá. Ra khơi coi điểm con tàu đâu rồi. Ui hình như mình chưa có chưa có lừa con tàu á. Và để trả thù mấy tên sơn tặc này trước, lúc nãy mình bị đói thôi nên không có sức để chiến đấu á. Giờ thì ăn uống đầy đủ rồi, qua đây đơ bộ sơn tặc trước, test test thử sức mạnh cây kiếm mới luôn đi. Ý à, đứng trong đây, đứng trong đây, đứng trong đây hả? Mình sẽ không cần dùng trái ác quỷ coi coi có đánh bại được sơn tặc không. Ui vô đây, vô đây. Ui đông vậy, đông vậy. À sơn tặc cầm. Ui sao có tên cầm cái dao nhỏ xíu mà có tên cầm cái đao bành kia vậy. Hình như mấy tên đại ca sẽ cầm đao, còn mấy tên lính lác là sẽ cầm dao á. Ui hắn còn dắt cái dao trên trên đai lưng kìa. Nhìn nguy hiểm, nhìn có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng mà đánh không đâu, không sợ không sợ. Ui còn rơi ra trái tim nữa nè. Và trong rương thì sẽ có túi ba ly như thường lệ và một ít đạn thôi, nhưng mà mấy tên sơn tặc này ít dùng súng cực nhá. Lút mấy cái hình như là khu doanh trại sơn sơn tặc thứ hai rồi đó mà nó vẫn không có cây súng các bạn ơi. Khá là hiếm luôn. Đây nữa nè, và cuối cùng là cái rương bên này nó có thêm một ít cái thịt thôi, cũng tạm ổn. Ấy da, đá biển, đá biển, đá biển đâu rồi? Đây nè. Ui chơi mà trà trộn đá biển vào mấy cái viên đạn nữa chứ, khổ ghê luôn á. Nhặt nhầm một phát cái là nó bị chóng mặt xoay mòng mòng à. Nhưng hồi nãy mình đi ngang chỗ của sư phụ đâu mất tiêu rồi ta. Mình nhớ là mình có đi ngang chỗ của một sư phụ á. Giờ định vị nhà của sư phụ trước cái đã, để quay lại đó coi coi. Ơ quên, mình có cái quest ở đây mà. Cái nhiệm vụ này là như thế nào ta? Hay là phải trang bị kỹ năng của kiếm sĩ vào thì mới được, tại vì mình chưa có gắn mấy kỹ năng của kiếm sĩ vào nè. Để hôm nay mình sẽ thay kỹ năng kiếm sĩ vào. Coi nào, kiếm sĩ mình sẽ thay bằng kỹ năng thứ mấy đây? Kỹ năng thứ hai đi. Kỹ năng thứ hai là cho kiếm sĩ vào nè. Và kỹ năng không được, mình chỉ thay một kỹ năng thôi, chứ mình thay hết thì trái quỷ mình nó sẽ không còn mạnh nữa. Vì trái Gura của mình rất là mạnh luôn, thay vào cái kiếm sĩ thì sẽ rất là thiệt thòi cho mình á. Tạm thời thì mình sẽ dùng cái kỹ năng này thôi nhá, đúng một kỹ năng sống kiếm này thôi cho nó phù hợp.
Và để mình thử coi khi mà mình đánh bại một con quái vật nào đó hay là một cái con mob á bằng cái sóng kiếm thì nó sẽ tăng cái phần trăm nhiệm vụ lên không nhá. Chứ bây giờ cái phần nhiệm vụ của mình á nó vẫn là 0% các bạn ơi. Chắc phải dùng kiếm rồi. Mà giờ thì không thấy con quái vật nào để mình test sức mạnh hết. À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Thêm một lần nữa nè. Bùm. Và có tăng quest lên không? Không được luôn. Cái con đường trở thành một cái kiếm sĩ giỏi nhất. Đi xem nào. Bắt đầu từ một nơi nào đó. Nhưng mà bạn cần bắt đầu từ một nơi nào đó là nơi nào? Cái nhiệm vụ mà nói chung chung vậy mình đã núp rồi mà còn nói chung chung nữa thì bó tay luôn á. King Crab, quýnh King Crab cho đỡ giận. Quýnh quýnh King Crab cho đỡ giận nè. Này thì King Crab, coi phần trăm có lên chưa? Vẫn 0%. Ghi chú của sư phụ kỳ quá à, sư phụ làm vậy chết con rồi. Sư phụ chả nói rõ ràng gì trơn sao con biết đường mà hoàn thành cho sư phụ được. Chỉ biết chừng nào mới tới con đường làm kiếm sĩ giỏi nhất. Sư phụ kỳ ghê á, hay là phải đánh hải quân? Cũng có thể đánh hải quân nè. Và coi coi phần kỹ năng coi. Ủa hay là mình phải đánh bại sư phụ ta? Ui, nhiều khi mình phải đánh bại sư phụ thì mới có thể trở thành một người kiếm sĩ giỏi nhất á. Để giờ mình sẽ tìm cái nhà của sư phụ hồi nãy coi. Nhà sư phụ hồi nãy nếu mình nhớ không lầm là nó gần gần mấy cái sa mạc á, đúng không ta? Ở đâu đó trên bản đồ thôi hả? Đây nè, thấy rồi. Và coi khoảng cách của mình đến nhà sư phụ nó xa quá trời rồi. Để mình làm một cái điểm nha, rồi sau đó dịch chuyển lên nhà sư phụ cho nó tiện lợi các bạn ơi. Đây một điểm ở đây nè, tầng là để khoảng 78 thôi. Rồi dịch chuyển lại xem coi như thế nào. Dịch chuyển là một cái nè. Sư phụ ấy, chuẩn bị sắp mặt với con này. Ăn một miếng trước đi. Còn nào ăn được không? Đây ăn thịt bít tết luôn. Và lại đọ kiếm với sư phụ xem như thế nào nhá. Ui. À đây 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 đây, mấy cái con này lúc trước ăn làm mình ăn hạch nè, làm giỏi thiệt sự. Dám quýnh mình lúc trước. Trả thù liền, trả thù liền. Mấy con sâu xương rồng này kỳ cục kẹo. Rồi giờ thì vô nhà đại chiến với sư phụ thử xem nhá. Tại vì trong này á cái phần quest của sư phụ đưa ra là sư phụ nói là nó thì sẽ không dễ đâu nhưng mà cần phải bắt đầu từ một nơi nào đó. Mình đâu biết nơi nào đâu mà sư phụ là người đưa ra nhiệm vụ cho mình nha. Rồi mình sẽ đánh thử nhá. Do you sensei hả? Sensei nè, đọ kiếm không sư phụ? Ui. Ui, sư phụ mạnh lắm. Ôi trời. Sư phụ xài sóng kiếm kìa. Sư phụ có sóng kiếm còn không có hả? Đâu rồi sư phụ đâu rồi? À đây đây, sư phụ dịch chuyển ở đây rồi. Sư phụ nè. Quýnh như sư phụ mà không cần sức mạnh trái quỷ luôn. Dùng kiếm thuật thôi. Dùng kiếm thuật với sư phụ. Ê. Ui, sư phụ có khác. Ui đi già đừng kiếm là mình chết queo rồi. Được nha sư phụ, được nha sư phụ, đâu rồi? Sư phụ đâu, sư phụ đâu? Đừng nói sư phụ trốn nha. Ui, lại một sư phụ khác. À đây đây mới là sư phụ lúc đầu của mình nè. Sư phụ lúc đầu của mình nè. Ui. Sư phụ nào cũng mạnh hết. Không có sư phụ nào là yếu hết á. Giờ lại hồi máu rồi nè. Sao ta? Chắc là mình không nên đánh sáp lá cà đâu. Đánh sáp lá cà sư phụ lướt cái là mình chết hả? À. Kiếm thuật sư phụ cao lắm. Mình không có đánh lại. Ui, còn bật kỹ năng lên kìa. Ui, đó. Các bạn có thấy kỹ năng lướt của sư phụ không? Cực kỳ mạnh luôn. Cái này chắc mình bắt buộc có sử dụng trái quỷ rồi. Nhưng mà kết hợp với một xíu kiếm thuật thôi nhá. Lúc đầu mình dự định không xài năng lực trái quỷ đâu. Nhưng mà các bạn xem rồi đấy. Một lướt của sư phụ là mình chết queo rồi. Làm sao mà đánh bại được đúng không? Nên mình sẽ dùng vừa sức mạnh trái quỷ và vừa dùng kiếm thuật. Bằng cách là sống kiếm một cái rồi dùng trái quỷ liền. Đó. Vẫn không đánh lại. Nên sức mạnh của sư phụ là cực kỳ cao á. Ui. Chết 3 lần rồi. Ui sư phụ mạnh như vậy. Mình thử coi cú đấm của mình á, có đánh bại được sư phụ không nhá. Ui đấm một cái chầm máu sư phụ ơi. Như vậy khi mà mình dùng trái ác quỷ thì mới đánh bại được sư phụ rồi các bạn ơi. Chứ đọ kiếm là không bao giờ mình đọ lại sư phụ đâu. Và cái phần quest của mình thì... Ủa sao kỳ vậy? Ủa chết rồi mình... mình lỡ đánh bại sư phụ rồi.
Nhưng mà cái phần nhiệm vụ của mình nó cũng không được hoàn thành nữa. Ủa hé giờ nhắc mới nhớ, với tỷ mình đánh hạ sư phụ rồi mình trả nhiệm vụ cho ai? Ủa ta mình, ui chết rồi, mình lỡ đơm luôn sư phụ mình rồi. Ui, nhiệm vụ hoàn thành rồi kìa. Ui, các bạn coi nè, đường trở thành đã con đường trở thành cái kiếm sĩ giỏi nhất đã có thể thực hiện rồi kìa. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Stay alive, accept liền. Và sư phụ nói cái gì đây? Ở đây thì không có cái điểm bắt đầu cho cái khóa tập luyện này bây giờ, nhưng mà nó sẽ trễ trở lại vào buổi sáng và chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vậy là sư phụ kêu mình đi về rồi, buổi sáng mới nói chuyện, giờ tối để sư phụ ngủ hay sao á? Ok, như vậy thì cái nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao cho mình đó là đánh bại sư phụ thì mình đã hoàn thành rồi, nhưng mà phải nhờ tới trái quỷ cơ chứ mình đọ kiếm không bao giờ đọ được mà, vì mình chỉ chủ yếu là dùng trái quỷ thôi á. Nên kiếm thuật khá là yếu, nhưng không sao, từ từ thì sư phụ sẽ huấn luyện cho mình. Còn giờ thì mình sẽ dịch chuyển về ngôi làng của mình nè để ngủ một giấc nhá, sáng thức dậy thì ra khơi một xíu thôi chứ ngày hôm nay chưa ra khơi lần nào hết trơn á. Giờ thì mình sẽ di chuyển lại chỗ của con tàu mình nhé. Và bắt đầu đi khám phá trong ngày hôm nay thôi. Ui, cái thuyền hôm qua mình chèo kìa, nó bơi ngược ra ngoài biển á. Và để bây giờ mình sẽ leo lên cái buồng lái trước cái đã. Mình giờ buồng lái xuống đây rồi để dễ dàng lái hơn. Rồi trèo lên và cưỡi nè. Hy vọng lần này đừng có bị giật lùi giống như hôm qua nhá. Cái thuyền mà bị giật lùi hoài khó chịu ghê luôn á. Rồi hôm nay mình sẽ quyết định ra khơi thiệt là xa chứ. Gần gần biển á, thì mình đánh bại hết mấy con tàu hải tặc rồi, cũng như là tàu hải quân á. Hy vọng rằng phía trước mình sẽ có nhiều con tàu hơn để mình có thể dễ dàng đánh nhá. Ôi như sóng hôm nay hơi mạnh hay sao mà mình nhảy tưng tưng dữ người ta. Cái thuyền mình nó tưng quá trời rồi kìa. Như sóng hơi mạnh, sóng hơi mạnh các bạn ơi. Ủa kỳ á. Kỳ vậy, kỳ vậy. Có vấn đề gì à? Ui, 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 cái gì vậy, cái gì? Ui, các bạn coi con thuyền mình nó bị gì nè, bị tưng tưng rồi. Mình chỉ có thể rẽ trái rẽ phải thôi à. Ui, chắc sắp tới mình phải xây riêng con thuyền quá chứ con thuyền này có vẻ không hợp với mình á. Ok, để bây giờ mình sẽ tìm cách để ra khơi nhé, chứ giờ là đến nó bị vướng ở chỗ rồi. Ui, nhìn trên bản đồ mình thấy đây có con tàu hải tặc nè, nhưng mà nó bị mắc cạn hay sao, không biết mình có đánh chiếm chưa nữa. Để giờ mình sẽ dịch chuyển lại đằng kia xem thử nha. Tàu độ mình sẽ cho tầng khoảng 8 mấy đi cho nó cao, đừng có bị mắc kẹt. Và coi nào, mấy chỗ này mình đánh chiếm chưa ta? Nhìn sơ qua hình như mình chưa đánh chiếm đi phải. Ủa đúng rồi, một con tàu cực bự luôn. Ui, đây có con gì nè, ui nhìn giống cá sấu vậy. À đúng rồi, cá sấu, cá sấu. Ui một hit chết luôn. Wow, kiếm mình mạnh vậy. Cái này đem với tên hải tặc chắc hết sảy luôn á. Để bây giờ mình sẽ tìm cách trèo lên trên cái đã. À có cách rồi. Chặt 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 chặt. Chặt để có chỗ bám lên. Rồi nhảy lên một cái nè. Hello hello mấy anh nha. Hello mấy anh. Đột nhập mà mấy anh không hay luôn. Rồi, dùng ác quỷ, trái quỷ và sóng kiếm. Cái sóng kiếm mình thì nó chưa được mạnh cho lắm vì mình chỉ mới làm học sử dụng thôi. Sắp tới hy vọng sư phụ sẽ huấn luyện mình nhiều hơn. Và trong này thì có những cái spawner nên mình sẽ đạp ra nhá. Ở đây nữa nè. Và hết rồi. Giờ thì đi tiếp hướng bên này. Trong phòng này thì nhiều khi lại có cái tên thuyền trưởng á. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Và đánh tên này một cái nè. Tiếp tục sử dụng trái quỷ. Ui nổ nhiều quá. Lắc máy luôn á. Đây 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 đây. Thuyền trưởng hả? Ấy á, hắn dùng haki vũ trang, cái haki mà sẽ giảm sát thương nhận vào là haki vũ trang các bạn ơi. Ui mấy tên thuyền trưởng này đều biết dùng haki căng thẳng thiệt đó. Rồi còn tên nào ở đây không? Như trong phòng này có cái spawner của thuyền trưởng á. Đúng rồi nè, để mình đạp ra nha, để tránh trường hợp nó xuất hiện thêm thuyền trưởng. Và phía dưới là những cái rương rồi, để mình đánh bại nốt cái anh cướp biển này cái đã. Dùng rìu quýnh anh luôn nè, dùng rìu PVP. PVP bằng rìu nè. Đằng kia còn quá trời kìa. Nhưng mà thôi kệ đi, mình sẽ lấy đồ trong rương cái đã. Nhưng mà không có trái quỷ rồi, cái tàu này cừ bóp quá.
Gì đâu, đánh cả buổi trời sung dữ lắm luôn á, rốt cuộc không cho người ta chết hát quỷ nữa hết trơn. Buồn thiệt sự luôn, có con thuyền nè, đem xíu con chèo thuyền đi khám phá nhá. Gì? Bắn nè. Bắn nè, súng kiếm cũng mạnh quá chứ. Và đánh nốt tên này đi rồi sau đó đi tiếp các bạn ơi. Mình dự định trong ngày hôm nay á là mình sẽ chèo thuyền nhỏ đi đi chứ cái thuyền bự mình á nó bị lỗi rồi. Nó cứ đứng yên một chỗ thôi hả, nó không chịu đi nữa các bạn ơi, buồn ghê luôn á. Để trong thời gian với hai tập mình sẽ tìm cách fix lại cái lỗi đó nha, chứ có thuyền mà không được đi nó cũng khó chịu lắm chứ bộ. Rồi, sẵn tiện có cái thuyền nhỏ mình sẽ trèo lên và cưỡi đi tiếp thôi. Khi nào mà gặp cái tàu hải tặc á thì mình sẽ sử dụng chức năng dịch chuyển của bản đồ để đi lên trên nhá. Giờ thì ra khơi thôi nào. Mình thấy đi bằng thuyền nhỏ cũng vui mà, lâu lâu đụng vô cái khói nào hay là con gì đó còn bể thuyền, uống nước cũng chết luôn á. Ồ, mình vừa gặp thêm một con tàu hải tặc nè. Để mình lên đây đến chiếm thử coi, và đây là con tàu hải tặc nhỏ nữa. Ủa hay là mình tìm cách mình chiếm luôn cái con tàu hải tặc này nhờ. Ý, ý, đừng phanh lại. Rồi, xong rồi. Dịch chuyển. Để mình dịch chuyển về nhà trước cái đã. Mình đã có cái vị trí của cái con tàu đó rồi nên không sợ nữa đâu. Dùng bản đồ dịch chuyển phát lên cái bọn tàu luôn nhá. Để coi con tàu đó ở chỗ nào ta. Nó đâu phía trên này nè. Ra đây cái. Rồi sử dụng bản đồ và dịch chuyển lên đây nhá. Tại vì bây giờ mình đang bị lỗi thuyền nên mình mới dùng cách này thôi. Trước khi nào mà thuyền mình hết lỗi á, mình sẽ tự thân chèo lên nha các bạn. Đây dịch chuyển lại một cái. Rồi chuẩn bị đi thôi. Ở đây. Ây da, ây da. Ui. Ô, dịch chuyển quét lên tiếp ở trên cao luôn. Ok, giờ thì đi xuống dưới chiến đấu nào. Mình đang bị mất máu á, nên ăn miếng đi để cho nó hồi máu trước cái đã. Chứ không thôi không có đầy máu thì khó khăn đánh bại với tên này lắm. Rồi, BBB các người nè, dùng kiếm thuật luôn. Không cần chưởng các người cũng chết nữa. Rồi, tiếp theo là trong này sẽ có những cái spawner á, nên mình sẽ cần phải đạp. Rồi, vào trong rương thì... Ê, mình để ý nhá, trong mấy cái con tàu nhỏ thì cái rương ở trên nó sẽ không có đồ. Nhưng mà những cái rương ở phía dưới thì nó sẽ có đồ. À, thế nên mình cần phải đánh bại mấy tên này thì mới được. Nhưng mà ở dưới nó hơi đông á. hơi đông nên phải dùng năng lực trái quỷ thôi. Để không thôi, mình bị đánh hơi đông thì sao? Chơi mà chơi. Chơi đánh hơi đông nè. Ây da, mấy tên này dùng súng. Mấy tên này dùng súng đó mọi người. Ý, bình tĩnh. Dùng súng là mệt á. Mình cần phải ăn uống đầy đủ trước khi xuống dưới đổ súng với mấy tên này. Mình làm gì có súng mà đọ. mình chỉ có kiếm thôi chứ không có súng đâu. Nhưng mà bù lại mình có sức mạnh trái ác quỷ. Các tên đó không có đâu. Tên này dám bắn mình hả? Dám bắn mình. Rồi giờ thì đập nốt mấy cái spawner nè. Đập ra. Chỗ này nữa. Đó, vậy là xong con tàu này rồi. Rất là đơn giản luôn. Và phía trong này sẽ có hai cái rương. Hy vọng là một trong hai sẽ cho mình cái rương chứa trái quỷ nha. Giờ thì mở ra một cái. Ui. Ui, cá mập. Ủa, cái voi. Cái đuôi lọt qua bên đây luôn á. Ui, thiệt rồi. Cái con tàu này không có trái quỷ rồi. Buồn ghê luôn á. Nhưng mà đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Để mình trèo lên trên. Ui, cái giòi quýnh mà không đây. Đừng nhen, quýnh là mình gớn dưới chìm ngẫm uống nước chết luôn á. Vui vẻ không bạo. Có quýnh mình không vậy, nhìn dễ thương mà. Ê. Cái giòi dễ thương nhưng mà không hiền chút nào hết á. Quýnh mình chích queo luôn rồi. Giờ trời cũng tối á, nên mình sẽ tranh thủ mở ít cái lít bát nữa trước khi đi ngủ nhá. Mình có một vài cái epic nè, cũng như là common á. Ở đây còn epic nữa, mình sẽ đem ra và mở nốt luôn. Giờ thì bắt đầu mở lít bát nè. Mấy cái nào tốt á thì mình sẽ giữ lại, còn không tốt thì mình sẽ vứt đi nhá. Rồi tiếp theo là cái epic đi. Ồ, đồ ăn ngồi máu, được nè. Thang mình cũng có thể lấy, cũng như là chỉ luôn. Kế tiếp thôi, cái này thì có Luli và thẻ tên. Cái Epic kế tiếp nữa là mấy cái 10% này thì nó sẽ không có bị hồi nhá. Nó kiểu như nó bị lỗi hay sao các bạn ơi. Mình ăn mình không có hồi nên mình sẽ không lấy đâu. Để không thôi chón ô nữa. Có một cái ngọc Ender. 100% heal crystal. Quý xịn vậy. Chắc mình phải lấy thử á. Cái uncommon thì cho sách nè. Cái uncommon còn lại thì cho trái tim.
vàng cũng như cái ủng mà mình không có tăng giáp được. Rồi, và ba cái epic cuối cùng nào mình sẽ sắp theo thứ tự như thế này và mở ra. Ngọc Ender, thức ăn hồi mẫu. Cái này thì sao? Lại là thức ăn hồi mẫu và cái chân dịch. Có chân dịch cũng tốt á. Và cái cuối cùng, ui, một cái quyển sách nghiên cứu về Chocobo nè. Wow, xịn nha. Được á, để mình tìm hiểu về Chocobo. Sắp tới mình còn huấn luyện nữa chứ. Và công việc cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là mở rương kho báu. Ở đây thì mình đã có được ba cái voi vàng rồi, mình sẽ làm một cái chìa khóa vàng nha. Kế tiếp thì mình sẽ lấy cái bé rương ra và lấy cái hòm kho báu thôi. Đây, hòm kho báu bạc nè. Đây là lần đầu mình mở hòm kho báu bạc á, không biết nó sẽ có gì bên trong nữa, nhưng mà cùng nhau mở thôi. Và thường thường mình sẽ lên trên chỗ enchant mở cho nó may mắn. Hôm nay cũng vậy nhá. Hy vọng là sẽ ra một cái hệ kiểu như là khác khác một xíu á, và có sức mạnh trong việc tấn công đi, chứ đừng có như trái Chiyu là mình không thích đâu. Rồi giờ thì mở ra nè. Ồ, được một trái gì mà giống nãy chuối vậy. Nhưng mà nó màu đỏ các bạn ơi. Và trái này được mang tên là trái Ushinomi. Ui, nó có 3 kỹ năng thôi. Và nó là trái hệ Zoan nhá. Hệ Zoan hả? Zoan là có thể biến thành mấy cái con vật và mấy cái con khác á. Ui đã nhen. Lại là một trái hệ mới. Được được, như vậy thì bộ sưu tập trái quỷ của mình đã có thêm được một trái mới rồi. Và để dễ dàng trong việc sưu tầm hơn thì mình sẽ làm một cái rương chuyên chứa những trái quỷ nhá. Mình sẽ làm một cái rương mới bằng những cái số gỗ mình đang có nè. Đây là hẳn hai cái rương to luôn, và đặt ở một cái nơi nào khác trong ngôi làng hay sao ta. Mình sẽ đặt trong đây, nhiều khi mình để làm hỏng á. Để coi coi có chỗ nào kín kín mình đặt được không nha. Khó quá, ok, đặt riêng ở bên đây đi. Được không, chỗ này thì xấu quá. Hay là mình dời đồ ta, mình dời mấy số khoáng sản qua đây. Rồi sau đó cho cái trái quỷ qua bên rương cũ nè. Đây, cho trái quỷ qua đây là hợp lý luôn nè. Đó, như vậy thì mình đã có thể bắt đầu sưu tầm những cái trái quỷ theo phong cách của mình rồi. Và sắp tới á, thì mình sẽ cố gắng tìm cách nào đó để test thử hết những cái trái ác quỷ mà mình đã có nhá. Nhất là trái Ushinomi nè. Tại vì đó là trái hệ Zoan có thể biến hình được, cực kỳ đã luôn. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã có được một sự may mắn nhẹ nhẹ khi nhặt được một cái dial đầu tiên nè. Và sắp tới mình sẽ cố gắng sưu tầm thêm dial để làm được cây gậy thời tiết của Nami nhá. Cái này có được chắc mình sẽ điều khiển được cả thời tiết trong game luôn. Bên cạnh đó thì mình đã đào được một mớ kim cương nữa rồi, và nén nó lại thành khối kim cương để sắp tới mình phục vụ công việc của riêng mà mình chuẩn bị á. Và ngoài ra thì mình đã có thêm một trái quỷ cực kỳ xịn, nhưng theo mình nghĩ là nó sẽ xịn á, vì nó là hệ Zoan mà. Và mình sẽ cố gắng thử nó trong thời gian gần nhất, cũng như là tìm thêm những cái con tàu hải tặc để đánh chiếm tiếp nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.